Phúc cho ai không thấy mà tin. Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. Trong 8 mối phúc thật, không có mối phúc cho ai không thấy mà tin. Nhưng phúc cho ai không thấy mà tin lại là mối phúc nền tảng của tất cả các mối phúc khác. Thực vậy, phải được phúc không thấy mà tin mới tin được nước trời của người có tâm hồn nghèo khó, đất hứa dành cho ai ăn ở hiền lành. Người sầu khổ sẽ được Thiên Chúa ủi an, khao khát sống đời công chính sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Có lòng thương xót sẽ được Thiên Chúa xót thương, có tâm hồn trong sạch sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, yêu chuộng và xây dựng hòa bình sẽ được Thiên Chúa gọi là con. Và những ai bị bách hại, vu khống vì danh Thiên Chúa sẽ nhận phần thưởng nước trời. Bởi tất cả những điều vừa kể, những phần thưởng vừa kê đều thuộc đức tin, nằm trong những gì không thấy, không kiểm chứng được bằng khoa học thực nghiệm, mà chỉ duy nhất niềm tin mới có thể lý giải, chứng thực, bảo đảm. Phải được phúc không thấy mà tin, chúng ta mới dám dấn thân tin Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, đấng cứu độ duy nhất. Vì không như các tông đồ, chúng ta đã không trông thấy Ngài, không nghe Ngài nói, không sống với Ngài bằng xương, bằng thịt. Nhưng dù không thấy, không nghe, không ở cùng, sống với, chúng ta vẫn yêu mến Ngài. Nhờ hồng phúc không thấy mà tin. Phải được phúc không thấy mà tin, chúng ta mới tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại với quyền năng của Thiên Chúa, để chúng ta được sống lại và sống mãi với Ngài trong vinh quang của Thiên Chúa. Và trên tất cả, phải có phúc không thấy mà tin, chúng ta mới tin Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót, công trình cứu chuộc của Ngài đến từ lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại. Và những ai có lòng thương xót, dù chịu nhiều vất vả, thiệt thòi, bất công, khổ nhục vì thương xót, sẽ không bao giờ mất ơn bình an của Đức Giêsu phục sinh, đấng giàu lòng thương xót đã chết vì xót thương. Điều này được Tin Mừng Gioan khẳng định qua trình thuật Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ khi các ông sợ người Do Thái truy lùng, bắt bớ, nên tất cả cửa nẻo nơi các ông ở đều đóng kín, khóa chặt. Các ông đang rất sợ, sợ mọi người, sợ bất cứ chuyện gì, vì các ông vừa qua một cơn giông bão dữ dội, khủng khiếp. Ở đó toàn bộ giáo lý của lòng thương xót đã bị xóa bỏ, toàn bộ công cuộc của lòng thương xót đã bị phá hủy, tiêu tan, và Đức Giêsu, Thầy của các ông, Thiên Chúa của lòng thương xót đã bị giết chết thảm thương ô nhục. Bao nhiêu cố gắng rao giảng lòng thương xót, bao nhiêu phép lạ làm chứng Thiên Chúa là đấng xót thương, bao nhiêu con người đã được lòng thương xót che chở, chữa lành, ủi an, nâng đỡ, nay không còn gì, không còn một ai. Chính cái trống vắng phụ phàng, phản bội của đám đông hôm nào hoan hô, ủng hộ đã làm các ông sợ. Chính cái tiêu điều trở mặt của nhiều người đã nhận lòng thương xót từ bàn tay Đức Giêsu đã làm các ông ngao ngán tình đời và muốn tránh xa mọi người. Chính cái băng giá dửng dưng, hờ hững, làm mặt không quen, ra điều không biết của những người trước đây đã phủ phê hạnh phúc với lòng thương xót của Đức Giêsu đã khiến các ông rùng mình, không còn muốn giao lưu, gặp gỡ người nào. Tóm lại, các ông đang sợ và rất sợ con người, những con người trước đây các ông đã học với Thầy Giêsu để biết cảm thương, chạnh lòng, giúp đỡ, những con người mà Thầy các ông đã không ngừng nhắc bảo phải thương yêu, tha thứ và cầu nguyện. Dù họ không tốt, không tử tế, không dễ thương, không công chính, khi còn ở với Thầy, các môn đệ không thấy lòng thương xót là một mạo hiểm, một thách đố, một đe dọa. Các ông chỉ thấy khi Thầy chết và khi mặt thật gian ác, đều cán phản bội, hai hàng của nhiều người lộ nguyên hình.
Lúc đó các ông mới thấy lòng thương xót là một thử thách đầy nguy hiểm. Nguy hiểm vì có thể chết vì xót thương, nguy hiểm vì bị hiểu lầm, chụp mũ, vu khống vì thương xót, nguy hiểm vì thương xót thường mang đến bất lợi, tai ương, phiền phức cho người hay chạnh lòng xót thương. Vì thế cái sờ đang làm các ông run rẩy tái xanh mặt, cái sờ đang làm các ông rùng mình rợn tóc gáy chính là sờ thương xót. Sờ phải thương xót như thầy dặn dò truyền dạy, nên các ông tự đóng chặt cửa lòng như đóng chặt cửa phòng để không phải thương xót ai, khép kín tâm hồn, khóa kỹ trái tim để không ai lọt vào lòng thương xót. Hơn ai hết, trong lúc này, lúc mà thầy bị kết án tử hình, chết đóng đinh và chôn kín trong mộ, lúc mà không còn dám tin ai vì chung quanh toàn những khuôn mặt đe dọa, những ánh mắt mang hình viên đạn rình rập dò xét, các môn đệ của Đức Giêsu thấm thía thân phận bèo bọt của người có lòng thương xót và số phận hẩm hiu của những người có trái tim hay chạnh lòng xót thương, mà điển hình và nổi bật nhất chính là Đức Giêsu, thầy các ông. Nhưng hôm nay, trong lúc cửa nhà các ông đóng kín, cửa lòng các ông khép chặt và tâm hồn các ông tan hoang, chán nản, thì Đức Giêsu phục sinh hiện đến giữa các ông với ơn bình an của Ngài, kèm theo lời chúc bình an cho anh em. Đức Giêsu trấn an các ông bằng chỉ cho các ông các vết thương trên thân xác Ngài như dấu chứng của tình yêu thương xót vô bờ bến. Khi cho các ông xem các dấu đinh và vết thương sâu hoắm của lưỡi đồng đâm thâu cạnh sườn, Đức Giêsu không khoe khoang thành tích chịu đau khổ, cũng không có ý cường điệu mức độ bi hùng của cuộc khổ nạn Ngài vừa trải qua, nhưng chỉ muốn các ông nhận diện một cách sống động qua thương tích thập giá trên mình Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa, để các ông hiểu rằng không lòng thương xót sẽ không có thánh giá, không thánh giá sẽ không có ơn cứu độ, và không ơn cứu độ không có người nào được sống đời đời trong bình an của Thiên Chúa. Thế, lòng thương xót là nền tảng của giáo lý đức tin, là động cơ của mọi hoạt động tông đồ, là điều kiện để nhận được ơn bình an, là đòi hỏi không thể miễn giảm của ơn gọi làm người Kitô hữu. Bởi một lý do không cần biện minh, vì hiển nhiên Thiên Chúa của Đức Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Thực ra, khi Tôma từ chối lời chứng của các anh em, chúng tôi đã được thấy Chúa và thẳng thừng thách thức: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Ông đã không chỉ từ chối tin sự sống lại từ cõi chết của Đức Giêsu, mà sâu thẳm hơn chính là từ chối tin Đức Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Vì những ngày qua, ông đã tận mắt thấy sự sụp đổ bể bàng của mọi công trình truyền giáo, cũng như cái chết tang thương của Đức Giêsu, và cho rằng kết quả cuối cùng là thất bại chua cay của lòng thương xót, sai lầm không thể cứu vãn của lòng thương xót, sụp đổ toàn bộ của lòng thương xót mà Đức Giêsu là người chủ trương, kêu gọi, loan truyền, làm chứng. Đây cũng là lý do Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ với thân xác còn nguyên các vết thương của thánh giá, như dấu ấn không bao giờ phai mờ của lòng thương xót. Cũng vậy, khi bảo Tôma đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, Đức Giêsu muốn Tôma chạm vào chính lòng thương xót còn rướm máu của Ngài, sờ vào lòng thương xót còn bầm tím của Ngài, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin thầy là Thiên Chúa của lòng thương xót. Tin lòng thương xót của thầy mãi tồn tại bao la, quyền năng vô biên và trung tín đến cùng. Vâng, cũng như các môn đệ,
đặc biệt Thomas, niềm tin vào một Thiên Chúa của lòng thương xót ở chúng ta không ngừng bị thử thách. Bởi tin một Thiên Chúa toàn năng, thông biết mọi sự, trí công vô tư, công bình thưởng phạt dễ hơn tin một Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, bao dung, thương xót. Tin một Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật hữu hình và vô hình dễ hơn tin một Thiên Chúa làm trên gánh tội, xóa tội trần gian. Tin một Thiên Chúa oai phong lẫm liệt, Chúa các đạo binh dễ hơn tin một Thiên Chúa khiêm hạ quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, giao du thân mật với đám dân nghèo không nhà và phường tội lỗi. Tin một Thiên Chúa phán một lời thì mọi sự liền đã, dễ hơn tin một Thiên Chúa khiêm nhường và hiền lành như con chiên để loài người đưa ra sự án và bắt vác thập tự đến chỗ hành hình đóng đinh. Tin một Thiên Chúa phép tắc vô cùng dễ tin hơn một Thiên Chúa bao dung, thương xót vô cùng. Tin một Thiên Chúa ngự tòa vinh quang, có triều thần tung hô thờ lạy, dễ hơn tin một Thiên Chúa tự đồng hóa mình với người nhỏ bé giữa những người bé nhỏ thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, tù đầy, bị truy nã, tị nạn, bị đàn áp bất công. Tin một Thiên Chúa tự hữu và hằng có đời đời dễ hơn tin một Thiên Chúa tự nguyện đi vào khổ nạn và chịu chết như con người vì thương xót con người. Tin một Thiên Chúa chí thánh chí tôn dễ hơn tin một Thiên Chúa mồ hôi nhễ nhại giữa trưa nắng bên bờ giếng Gia-cóp đầm thấm và ân cần lắng nghe tâm sự buồn của người đàn bà tình duyên trung chuyên gian dở. Tin một Thiên Chúa được mọi người chúc tụng tôn vương trên đường vào thành thánh Jerusalem dễ hơn tin một Thiên Chúa bị xỉ vả hành hạ trên đường thánh giá của lòng thương xót đi về Golgotha. Tin một Thiên Chúa biến hình sáng láng và lên trời quang vinh dễ tin hơn một Thiên Chúa trở thành tử thi được tháo xuống khỏi thánh giá và an táng trong phần mộ của người khác. Và tin một Thiên Chúa đã định nghĩa tình yêu đích thực là yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em. Và chỉ những người yêu như thế mới đáng được gọi là con Thiên Chúa. Thì quả thực là một điều không dễ chút nào, nếu không nói là một thách đố vượt sức người có hạn. Và như Thomas phủ phục thưa với Đức Giê-xu: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi ông hiểu ra Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa đang mang trên mình thương tích của lòng thương xót mà ông đã được sờ tận tay, thấy tận mắt, chúng ta cùng nài xin Chúa ban cho chúng ta đức tin để dám tin Đức Giê-xu là Thiên Chúa của lòng thương xót, dám đón nhận và sống ơn gọi Kitô hữu là nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, bằng thương xót như Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót. Bởi tin là tin Thiên Chúa của lòng thương xót, tin Thiên Chúa luôn rộng lượng xót thương, tin Thiên Chúa xót thương ai có lòng thương xót, tin duy nhất lòng thương xót mới ban ơn bình an. Và chúng ta sẽ là những người được Thiên Chúa chúc phúc vì đã không thấy mà tin.